Mày lại gì ta? Đi đây, lịch tập cho Nam đừng nói tôi thiên vị nữa nha. Bà này vô đây post trên bay của tôi cách đây 3 giờ. Và có 3.381 người vô coi. Quá trời chia sẻ luôn. Đầu tiên gì đây? Bao nhiêu cái ha ha ha, lít vô coi. Tự nhiên cười, lịch tập mặt cười là sao? Trời ơi, 50 cái ha 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 luôn. Ủa tôi gửi, tôi ghi lịch tập, tôi up, tôi chia sẻ các bạn ha ha. Cái gì đúng hiểu nó xuống cho tôi coi comment coi. Đầu tiên là Nam Sơn, nhờ ai đó giúp đi. Lịch tập cái gì? Sấp nhờ ai đó, idol chữ rất đẹp. Chữ tôi ghi, tôi thấy tôi đọc được. Nguyễn Nam, em cần việc sức. Tôi ghi tiếng Việt mà. Vũ Tiến, chữ xấu quá, không dịch nổi. Chữ mình đọc được mà ta. Hào Gạo, người thông minh thường chữ xấu. Cái này chắc đúng. Phùng Mạnh Quân, chữ huynh đẹp vãi. Thì chắc là đẹp. Phú, dịch chữ của huynh mà đâu cả mắt. Hôm nay bình thường mà ta đọc hết được mà ta. Hải tốt bụng. Võ Vị, bảo chị nhà viết lại đi anh ơi, chữ khó dịch quá. Ủa lịch tập này của Nam mà sao chữ này có gì đâu mà dịch này cận cảnh nè. Nè tôi viết sub cho các bạn coi chữ của tôi nghe. Điều đầu tiên á là cái lịch tập mà khi mà bạn bắt đầu một cái buổi tập á, khi bạn ghi ra nó phải có nhóm cơ chính, thấy không? Chữ này là chữ ngọt nè. Cái chữ này là chữ ngọt này nha. Nó cái chữ này đúng ra mình biết nó phải là chữ C, nhưng mà tại vì tôi viết nhanh quá là cái dấu chữ C thay vì nó viết như vậy thì tôi viết nó như vậy. Rồi nói chung là chữ anh xong. Rồi xong tôi chấm cái dấu chấm, mà thay vì cái dấu chấm á tôi ghi xuống chữ ư, nó là ư với C là ngập, nhưng mà cái dấu chấm tôi ghi xuống với chữ y là y, nhưng mà các bạn đọc phải ra là chữ ngọt nha. Rồi chứ mẹ người ta đọc là ngợi. Rồi ngợi ơi ngợi ngợi tay sau bụng cộng cặp lưng phụ, cái chữ này là chữ phụ nè. Lưng phụ là ở đâu? Lưng phụ ý anh nói ở đây á là cái bài tập lưng, nhưng mà là chỉ tập phụ thôi chứ không phải là chính. Đại rồi đến chính với mấy bạn, đây là ngôn ngữ của Ra Lâm nha, chứ không phải là có nhóm cơ tên là lưng phụ nha. Rồi cái ngày tập á là ngày 14 tháng 7, nghĩa là bình thường tôi biết là cái lưng của tôi nó chưa có đủ dày đó, tôi muốn tập cái lưng nó khỏe hơn, nên cái ngày mà tập ngực tay sau và bụng em dâm lại tập trung nè. Tắt điện thoại đi, mang nói chuyện dâm không có thấy bài post ở trên fanpage rồi, mấy rồi, bạn lên fanpage coi. À, đầu tiên là đẩy ngực tạ đòn rộng trời ơi chữ cũng không thấy. 20, 40, 60, 80, 90 x 10 nghĩa là hiệp đẩy 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg lên 90 kg. Chậm thôi mỗi hiệp nhân cho 10 đẩy 10 cái hiệp, biết không? Rồi sau đó là đẩy đòn hẹp tay sau. Tại vì lúc đầu á cái bài tập này tôi tập tay sau, tôi tính là đi đẩy ngọt tay sau, nhưng mà tôi sợ tôi coi nhầm nên tôi mới ghi là đẩy đòn hẹp tay sau. Là cái bài đẩy ngực mà cầm cái thanh đòn gì nè, nó hẹp thì nó vô tay sau, mà bài đó là vô tay sau chứ không phải là vô ngực. Nói chậm thôi, chậm. Bài đó thì nó là sao ta? Lúc đầu thì tôi tính là tôi tập được một hiệp 60, sau đó lên 3 hiệp 80, mà sau khi tôi tập tôi thấy tôi sắp mặt quá, nó bắt đầu có hạ mức tạ. Lên là hiệp 60 x 10. Rồi tiếp theo là bài đẩy ngực tạ đơn 32,5 x 10. Tại cái đẩy ngực tạ đơn thì bắt đầu là tôi sẽ chọn cái cục tạ là 32,5 mỗi bên tay thôi. Đấy. Rồi nhưng mà lúc đầu tôi tính là tôi tập được 4 hiệp 10, nhưng mà tại vì tôi bóp cái thời gian của tôi tập lại nó xuống còn có 6 phút à. Đấy. Thế nên là tôi đi tập được 1 hiệp 10, 1 hiệp 7, 1 hiệp 7 nữa và 1 hiệp 5 là đuối rồi. Sắp mặt rồi. Rồi chữ này là nằm tạ đơn tay sau qua đầu, ý là tập là nằm xuống cầm cái cục tạ đơn đưa qua đầu tập tay sau đó, hiểu không? Giống bài Juni tập đúng không? Giống bài Juni tập á, nhưng mà tôi ghi theo ngôn ngữ mà tôi hiểu cho nó nhanh đó. Rồi khuyến cáo mấy bạn, đây là lịch tập dành cho Ra Long nha, bạn nào áp dụng được thì áp dụng, tại vì nó rất là nhiều bài. Tôi kê 15 bài, tôi tập được có 6 bài là tôi đuối à. Sau đó tôi nghỉ, vậy thôi. Đánh nhưng mà đôi khi là tôi hay thích là tôi tạo cho mình một cái động lực, một cái áp lực là trong 1 tiếng rưỡi mà sẽ tập được 15 bài. Không tập
đường thôi, fail 4 điểm đúng không? Còn nếu mà bài tôi chỉ ghi cái 5 bài là tôi chắc chắn được 10 điểm thôi. Thường là tôi không thích điểm cao, mà tôi thích là tập và là phải thực tế, chấp nhận là viết ra một buổi lịch tập dài, khó, mình cứ tập đi, không được 10 điểm mà được 4 điểm được, nhưng mà mỗi lần mình tiến bộ hơn một chút á thì trên á mình cứ học. Thả là bạn là học sinh dốt trong những nhóm học sinh giỏi, còn tôi là học sinh giỏi trong những nhóm học sinh dốt, đúng không? Ý là sống ảo đó. Ừ, sống ảo đó. Rồi, thôi, đọc số thứ tự, đọc tiếp mấy số còn lại để mấy số sao là ép ngực tạ đơn 15 đọc ký. Đọc thứ tự, đọc số rồi. Số 5, bài số 5 là ép ngực tạ đơn. Ừ. Bài thứ 6 là đứng tống tay sau tạ đơn. Bài thứ 7 là điếp ngực xà kép. Bài thứ 8 là đu xà đá bụng. Bài số 9 là nhấn cáp tay sau. Bài số 10 là ép ngực với cáp. Bài số 11 là hít xà đơn rộng, nghĩa là hít xà đơn nắm rộng á. Bài số 12 là đu xà co gối đeo tạ. Bài số 13 là gập bụng chân cao, nghĩa là gập bụng để cái chân lên cao, gập lên gập xuống. Bài số 14 là hít xà nắm ngược, nghĩa là thay vì các bạn nắm xuôi tay vậy thì các bạn nắm ngược tay vậy, kéo nó vô lưng giữa. Bài số 15 là gập bụng tạ đơn liên sườn, gập bụng cơ tạ đơn cơ liên sườn. Tại sao tôi không có gõ máy tính mà tôi in ra mà tôi có thích viết ra gì sao ta? Tại vì chữ. Một á là khi tôi viết tôi sẽ hình dung trước trong đầu là tôi sẽ tập cái gì hôm đó. Khi anh đánh anh cũng hình dung được mà. Không, đánh mỗi khi đánh mà đánh nguyên một lít nguyên tuần, nhưng nãy giờ mỗi em đấu mua anh cái máy in đâu, nhưng nãy giờ mỗi ngày anh tập anh in một tờ mất công, mỗi lần ngồi soạn nguyên tuần dễ bị ảo tưởng sức mạnh lắm, kế là thiệt là dài tập không được cái thế là fail à, hay bị vậy lắm. Nên mỗi ngày ngồi viết ra lịch gì nè, đó lịch này rồi coi cái sổ này cuốn thứ mấy chục rồi, cuốn thứ tư. Nên á, mỗi ngày tôi kê ra vậy tôi dễ coi, tôi biết là cái hôm đó mình nhắm bữa nay mình rất là khỏe, thì mình sẽ kê một cái lịch nó hơi dài hơi hơn một chút. Đây một mình anh mà bốn cuốn sổ tập, mặc dù là chưa xài hết cuốn nào. Cuốn đầu tiên Doraemon cầm đi, cuốn này nữa đó, thấy dài không, chưa xài hết luôn. Cuốn này ghi cho khách mà anh đi lịch tập của anh trong đó, đừng có chạy. Đây thêm cuốn to bự này nữa vẫn không xài hết, rồi đòi mua thêm cuốn này nữa, thấy ảo tưởng sức mạnh không? Thì phải kê vậy, ghi cho nó hoành tráng, cho có động lực để nó tập, ghi 10 bài ráng hết sức tập được 6 bài hay là 5 bài trung bình được rồi. Ôi vậy không sao, mấy bạn sống ảo ghi 50 bài tập 5 bài đó. Cũng là học học sinh dốt trong đám học sinh giỏi đúng không? Ừ thì thà nó vậy còn học sinh giỏi trong đám học sinh dốt đúng không? Nghĩa là cái tư tưởng là phải tập cho nó nặng lên, chứ không phải là kê rất là dễ và vượt qua bạn mới tiến bộ được, biết không? Rồi rồi vậy thế hả?